Xin chào các bạn, mình là Natalie. Chủ đề hôm nay mình gửi đến các bạn là kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn. Rồi, bây giờ các bạn chọn tụ bài nha. Từ trái qua phải, các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Rồi, chúng ta nói về chủ đề là kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ sẽ dành cho các bạn là gì nhé. Rồi các bạn chọn nha. Rồi Bây giờ mình sẽ vào phần trả bài cho các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1, chúng ta nói về chủ đề là kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn. Wow, các bạn có thông điệp Blue Moon Believe in the Impossible Blue Moon là một lá bài mà khi Blue Moon xuất hiện có nghĩa là một cái ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực Vũ trụ muốn nói với các bạn luôn đây là khoảng thời gian mà các bạn cần rất là tập trung vào trong khoảng thời gian này tập trung mà mình nói đến ở đây không có nghĩa là các bạn gây áp lực cho bản thân của mình nhé cái từ tập trung mà mình muốn nói đến ở đây là giống như các bạn đã đi một chặng đường rất dài rồi và đôi khi các bạn chưa thấy cái điều kỳ diệu đến nhưng à, ở đây vũ trụ muốn nói với các bạn thực ra điều kỳ diệu là đã đang đến với cuộc đời của các bạn và nó chỉ còn có một khoảng cách gần nữa thôi là các bạn sẽ đạt đến cái điều mà các bạn rất là mong chờ à, rất là kỳ vọng và đã ở một khoảng thời gian rất dài rồi luôn luôn xuất hiện có nghĩa là à, các bạn hãy có niềm tin thật là vững chắc vào vào trong cái lý tưởng của các bạn và có à, vào một cái điều gì đó mà các bạn rất cần nỗ lực và các bạn đã có sự kiên nhẫn và chịu đựng rất nhiều rồi đó mọi người cái điều tưởng chừng như là không thể nhưng mà vũ trụ muốn gửi đến các bạn là đã đang ở phía trước mặt các bạn rồi á và đây là khoảng thời gian mà À, các bạn cần tập trung tập trung tức là gì tức là các bạn cứ tiếp tục giữ vững giữ vững cái hành trình của mình không gây áp lực cho bản thân cái từ tập trung mà mình muốn nói đến ở đây là các bạn lại tiếp tục đều đặn và bền bỉ và quan trọng là giữ cân bằng bên trong các bạn đừng có à, để bản thân của mình bị mất cân bằng trong khoảng thời gian này có nghĩa là không nỗ lực quá mức một cách là để cho các bạn bị kiệt sức, à, nhưng mà cũng đừng vì là các bạn đã đi một khoảng thời gian rất dài nhưng điều kỳ diệu chưa đến và các bạn vội và các bạn lại buông tay à, khi mà các bạn chuẩn bị với lấy cái ước mơ của mình à, đó mọi người. Cho nên mình thấy rõ cái sự cân bằng đều đặn à, thậm chí có thể là các bạn chậm chậm từ từ nhưng chắc chắn cũng là cũng là một điều rất là tốt. À, mình đang cảm thấy là có một điều tuyệt vời, điều kỳ diệu nào đó à, có thể là rơi vào bất kỳ khía cạnh nào của các bạn nha. Nhưng mà à, tưởng chừng như đó là điều không thể thành công, đó. nhưng mà lại là thành công. Tức là tức là các bạn nghĩ rằng cái việc đó rất khó, một cái việc rất khó hay như thế nào đó, nhưng mà thông điệp này nghĩa là ước mơ của các bạn thành hiện thực. kế hoạch chủ đề của chúng ta là kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn thì có nghĩa là các bạn sẽ bước qua một giai đoạn là các bạn sẽ vững vàng hoặc là chính thức để để mà gia nhập vào cái hành trình mà các bạn đã nỗ lực ấy. và mình thấy kế hoạch tiếp theo là gì là các bạn sẽ có rèn luyện cho bản thân của mình cái mức độ trưởng thành chuyên nghiệp nhiều hơn nữa có nghĩa là các bạn qua một giai đoạn phát triển cao hơn à, thì đồng thời các bạn cũng là cần có những sự chuẩn bị để các bạn trở thành chuyên gia, thành master à, trong cái lĩnh vực nào đó mà hiện tại các bạn đang rất là trong đợi hoặc là nỗ lực nhé. Vâng, các bạn có thông điệp đi in sự kết thúc của một chu kỳ vất vả ở đây. À, ở đây là nếu như cái cái chu kỳ vừa rồi của các bạn á là các bạn đã toàn tâm toàn ý toàn lực mà có cái sự cống hiến phụng sự rất nhiều vào một cái công việc nào đó à, mà các bạn đã mà các bạn á, là đã đang xây dựng và vận hành à, thì mình muốn nói là cái giai đoạn các bạn phải đổ mồ hôi rất là nhiều bỏ rất là nhiều công sức à, thậm chí là rồi các bạn còn suy nghĩ vận dụng hết sức đầu óc của mình á là cái giai đoạn vất vả đó là nó đang khép lại rồi đó mọi người à, tức là muốn nói với các bạn là bao nhiêu những cái công sức của các bạn là đều được ghi nhận và đều sẽ có những cái kết quả đều có những cái kết quả rất là xứng đáng những cái kết quả mà đáng được mong chờ là các bạn đang đến cái giai đoạn này rồi nhé à, ở đây mình có nhìn thấy hình ảnh của rất nhiều bạn à, tự thân tự lập rất nhiều rồi Um, các bạn đã vượt qua một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn vất vả giống như là um, giống như là có những nhiều những cái sự kháng cự mà các bạn đã phải vượt qua um. Um, Chúng ta có thông điệp work through your fears. đi xuyên qua tất cả những cái sự lo lắng sợ hãi, của bạn ừ, để mình xem mình đang cảm thấy làm kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho bạn mình có cảm nhận các bạn đã vượt được 70 80 90 phần trăm cái chặng đường vất vả rồi đó mọi người à, nếu như cái phần còn lại nó sẽ chỉ là cái phần liên quan đến một cái sự lo sợ nào đó của bạn tức là trong mỗi một con người chúng ta đều có những cái sự sợ hãi riêng biệt mình ví dụ có bạn thì rất sợ về bệnh tật nè chẳng hạn như chỉ cần là trong người nóng quá rồi có thể các bạn bị những bệnh rất là lặt vặt nhưng mà với những bạn mà có những cái sự ám ảnh riêng chính tức là rất là lo lắng về bệnh tật thì vũ trụ muốn gửi đến các bạn một thông điệp đó là kế hoạch tiếp theo là gì các bạn cũng phải đi xuyên qua đánh bại những cái sự lo lắng sợ hãi riêng biệt của các bạn nhé tức là cứ mỗi mỗi một người chúng ta sẽ có cái sở trường riêng nhưng cũng có những cái sự lo sợ riêng Hả? giống như có những bạn thì rất là sợ về vì, vì bệnh cho nên chỉ cần một thoáng qua một chút bệnh là vật nào đó thì lại tác động đến cảm xúc của các bạn rất nhiều à, hoặc là có những những bạn là À, sợ độ cao à, hoặc là sợ phải vượt ngoài vùng an toàn vân vân thì ý mình muốn nói kế hoạch tiếp theo là gì là kế hoạch các bạn là giống như vũ trụ muốn các bạn đánh bại luôn, tiêu diệt luôn những cái sự sự lo sợ mà còn sót lại á. Ở đây thông điệp cho các bạn tuần 1 á rất là tuyệt vời nằm ở chỗ là các bạn sẽ đến rất là nhanh với cái giai đoạn là bạn sẽ chạm tới được một ước mơ nào của bạn nha một cái ước mơ nào đó đang nằm ở trong đầu của bạn á là tới liền luôn cái giai đoạn bạn sẽ thành công là bạn sẽ chạm tới cái ước mơ đó à, mình sẽ ví dụ cho các bạn về cái thông điệp này nha mình lấy một cái ví dụ rất là đơn giản à, chẳng hạn như có một số bạn nào đó đã từng mơ ước rằng mình có thể tự lực cánh sinh nè mình có thể tự làm chủ à, hoặc là mình có thể là tắt riêng tắt riêng ra sống độc lập vân vân à, và cái điều đó giống như đã từng là cái gì đó các bạn rất là lo lắng các bạn bị căng thẳng à, nhưng mà mình muốn nói là các bạn sẽ thành công nha các bạn sẽ rất là độc lập các bạn sẽ có thể làm chủ được à, các bạn sẽ vượt được thành công ngoài vùng an toàn một cái điều nào đó ừ. rồi ở đây các bạn có một thông điệp nữa ở win win ok không lại là chiến thắng nữa nè mọi người e forecast à, vũ trụ muốn nói với các bạn là một kết quả thành công thắng lợi là đang ở phía trước mặt của bạn à, ở đây mình còn thấy cái thông điệp của cán cân công lý của sự cân bằng thăng bằng nữa có nghĩa là các bạn tụ một sẽ thành công trong cái việc giữ thăng bằng cuộc sống nữa giống như trong quá trình mà bạn trưởng thành hoặc là trong quá trình bạn xây dựng sự nghiệp à, đó thì mình thấy là các bạn đã đi qua một cái chặng đường rất là vất vả trong đó cái sự cân bằng của bạn nó bị chao đảo giống như là bạn nỗ lực rất nhiều nhưng mà các thế lực kháng cự chống phá vân à, vân với các bạn thì cũng rất là lớn và có khoảng thời gian giống như các bạn bị chao đảo bị mất cân bằng về cảm xúc À, đôi khi các bạn tuổi thân nhưng mình muốn nói là một giai đoạn đầy cái sự công bằng đến với các bạn. Các bạn có khả năng xây dựng được một cái cơ sở kinh doanh làm chủ gì đó mà các bạn sẽ rất là thành công tràn ngập cái niềm vui à, hoặc là các bạn á hoặc là trong cái công việc chung của bạn tức là công ty tổ chức tập thể nào đó thì bắt đầu là có sự chuyển qua một giai đoạn rất là công bằng cân bằng cho bạn nha hoặc á là bạn đã giữ thân bằng được tức là bạn sẽ không có bị những cái chiêu trò À, tại nơi làm việc hoặc là những lời nói thị phi vân vân là cỡ nào cũng không có làm cho các bạn việc trao đảo tức là các bạn giữ thăng bằng rất tốt uhm, à, đó mọi người thậm chí là các bạn còn các bạn còn à, giữ được cái tinh thần rất là mạnh mẽ và người ta còn nhìn thấy cái sự tự hào sự kiêu hãnh từ nơi các bạn nữa kìa tức là mình muốn nói mọi người đang nhìn thấy bạn lý trí sáng suốt mạnh mẽ về mặt tinh thần À, chứ không có phải dễ dàng làm cho các bạn bị à, bị lung lay hay là dễ làm cho các bạn bị dao à, động về cảm xúc nữa và ở đây có nhiều trường hợp mình còn thấy sự công bằng công lý đến với các bạn nữa nha à, cho dù là à, có bao nhiêu người dồn ép các bạn gì đó vân vân thì mình vẫn thấy à, là các bạn cứ tiếp tục giữ vững lập trường tập trung vào những gì mà tốt cho các bạn cứ thế thôi thì là cái sự công bằng công lý vẫn đến với các bạn nha các bạn vẫn có được nhận được một cái sự bảo vệ hôm nay kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho các bạn á, là các bạn sẽ nhận được sự công bằng ở à đây mình có thấy hình ảnh ha. nếu như các bạn có dành khoảng thời gian à, để ngắm mặt trăng á vào ban đêm cũng sẽ rất tốt cho bạn và trong đó các bạn có thể gửi những sự cầu nguyện của bạn ra ngoài thiên nhiên lên vũ trụ lên vật tr lên mặt trăng à, đều là rất nên làm nhé mọi người chẳng hạn như các bạn à, được may mắn á sống ở một cái nơi mà các bạn có nhiều rừng cây cối à các bạn có thể dành cái khoảng thời gian vào đêm trăng tròn có thể đi dạo bên ngoài đó với thiên nhiên và gửi sự cầu nguyện của bản thân à, thì mình thấy là rất tốt cho bạn luôn á thì bạn sẽ giữ được cái sự thăng bằng cân bằng bên trong rất là tốt giống như là các thế lực chống phá bạn sẽ không có làm gì được bạn á giống như có một cái tấm khiên bao quanh các bạn để mà bảo vệ các bạn ở đây chúng ta còn có thông điệp unleash unleash your highest self ở đây là đến lúc các bạn hãy giải phóng, hãy thể hiện cái phần tốt nhất của bạn. À, ở đây là vượt ngoài vùng an toàn, đến lúc không có cần phải quá khiêm nhường, à, các bạn không cần phải quá khép mình, không cần phải quá che giấu bản thân, à, không cần phải giấu giếm đi những cái tài năng của mình á. Tức là đến lúc các bạn hãy cứ là sống vì bản thân hơn đó mọi người, hãy vì bản thân của mình hơn. À các bạn có quyền thể hiện bản thân, có quyền thể hiện những cái hay, cái tốt, cái đẹp của bản thân ra bên ngoài nhé. đến lúc các bạn vượt ngoài vùng an toàn. À, cho nên là bạn thực sự là có những tài năng nào, chẳng hạn như à, bạn là những người có trí thông minh về nội tâm, à, bạn rất thích tìm hiểu về thiên nhiên, vũ trụ, về con người, vân vân, hoặc là bạn thích đi du lịch nè, thì đến lúc là bạn có quyền làm tất cả những điều đó, à, hoặc là bạn có bạn có lý tưởng về một công việc nào đó thuộc về cái sở trường của bạn và có thể là khác với các công việc hiện tại à thì cũng có nghĩa là bạn không có cần phải là ém giấu à, tài năng của mình hay là sợ nó ra mà bị người khác không hiểu à, rồi khó chịu vân vân có nghĩa là đến lúc các bạn hãy yêu thương bản thân à, hãy sống vì bản thân của mình đó, hãy cứ làm những điều mình yêu thích À, chứ không có cần phải là quá nhốt bản thân của mình lại rồi ở đây mình có thấy à, nếu như các bạn cảm thấy trong khoảng thời gian này ngột ngạt áp lực gì đó thì cũng đến lúc cho bản thân của mình có một khoảng thời gian à, đi đến một nơi nào đó mà các bạn có cảm giác dễ chịu nhé à, các bạn có thể đi du lịch xa gần không quan trọng à, quan trọng là các bạn cảm thấy thư giãn được sống là chính bản thân của mình được sống với toàn bộ cái cảm xúc của mình các bạn hãy cứ thả mình vào trong thiên nhiên đi rồi các bạn sẽ thấy là bao nhiêu những cái sự rối loạn về tâm lý à, tức là à, sẽ không có còn bị bế tắc nữa đó mọi người lúc đó các bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái à, cảm thấy là tràn đầy cái sinh lực nhiều hơn à, nhất là với những bạn mà đang có những ấp ủ những cái cái lý tưởng viết lách nè rồi à, có những cái lý tưởng nào đó mà các bạn đi về cảm xúc về tinh thần về tâm hồn thì đó là à, là cái cách hòa mình vào trong thiên nhiên nó là một trong những cái cách mà khiến cho các bạn là giải phóng đi tất cả những cái gọi là là dồn nén áp lực ừ. ở đây mình thấy các bạn có năng lượng của ma kết nhiều nè bọt cạp thiên bình các các bạn biết đó là năng lượng của ma kết nhiều nè chứng tỏ là các bạn nó hơi cái khoảng thời gian trước giống như bị mất cân bằng về cái sự thư giãn và công việc có thể nói các bạn là người của công việc tập trung nỗ lực vào công việc của mình rất nhiều và các bạn cần đi du lịch nhiều hơn với mọi người, nhất là đến những nơi thiên nhiên sẽ giúp cho các bạn giữ sự cân bằng lại nhé. Thật ra, kế hoạch tiếp theo vũ trụ muốn các bạn có sự công bằng với bản thân của mình, yêu thương bản thân của mình và có quyền cho bạn cho phép bản thân của mình có những chuyến đi À, mà nơi đó giúp các bạn là chữa lành về tâm hồn nhiều hơn hoặc là nơi đó giúp cho các bạn gia tăng khả năng sáng tạo nhiều hơn wow các bạn có thông điệp first water moon ở bảo bình và chúng ta có trust the universe hãy tin tưởng vào vũ trụ hãy đặt niềm tin vào vũ trụ wow. kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ muốn dành cho các bạn là hãy giữ vững niềm tin đi và các bạn sẽ thấy là đặt niềm tin vào vũ trụ có nghĩa là hãy hãy tin tưởng đi nhé bởi vì là ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực đấy và ở đây mình thấy à, các bạn à, tụ một thấy rất là rõ các bạn có những cái sự độc đáo riêng à, mình chắc chắn là các bạn có những cái tài năng riêng tài năng độc đáo ngoài cái công việc hiện tại các bạn đang làm nha là mình thấy các bạn còn có những cái tài năng khác nữa à, ở đây mình còn nhìn thấy hình ảnh của những bạn rất là thoải mái thậm chí còn là bay nhảy ở bên ngoài thiên nhiên nữa à, có cái khía cạnh là cánh đồng vườn hoa à, mọi người mình thấy là có liên quan với các bạn ấy, hoặc là các bạn um, khu vực sống hoặc là các bạn đang uh, có những chuyến du lịch đến những nơi đến những nơi giống như là cánh đồng À, vườn hoa à, đó mọi người hoặc là các bạn có làm trong những lĩnh vực này tức là có thể các bạn có khu vườn rồi ở đây mình thấy giống như các bạn có cảm giác là mình được nhảy múa ca hát ở ngoài cánh đồng khu vườn của của mình luôn á à, nếu như bạn đang là cái người muốn xây dựng thành công cái khu vườn của mình thì mình muốn nói là bạn sẽ xây dựng thành công khu vườn của bạn nha và khi đó bạn có cảm giác rất là mãn nguyện luôn giống như mình được bay nhảy được ca hát được nhảy múa ở trong cái khu vườn của mình và cái khu vườn ở đây là mình nói ẩn dụ nha mọi người tức là sự thật là có một số bạn có khu vườn thật chẳng hạn như là bạn có bạn có vườn một vườn hoa vườn cây cánh đồng đó là có thật sự là bạn xây dựng và bạn cũng làm trong lĩnh vực này à còn cái khu vườn khác mà mình muốn nói có thể mang cái nghĩa bóng có nghĩa là bạn xây dựng được cái sự nghiệp của bạn và bạn cảm thấy mãn nguyện chẳng hạn như là bạn đã ước mơ làm một cái cuộc bứt phá rồi có một cái cơ sở kinh doanh riêng và bạn sẽ thành công cho nên là bạn có một cái cơ sở riêng nào đó của bạn á cho nên thành ra là bạn có cảm giác giống như mình có thể ca hát nhảy múa ở trong cái khu vườn của mình kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho bạn là bạn sẽ có được khu rừng khu vườn của riêng bạn các bạn có kỹ sĩ tiền ôi wow mấy bạn ở đây á là vũ trụ dành một cái kế hoạch cho các bạn nữa là các bạn sẽ có bước vào một cái giai đoạn kiếm tiền rất tốt yeah. các bạn sẽ làm ra tiền rất là ổn định nha um. wow khả năng kiếm tiền của các bạn sẽ rất tốt á, chứ không có phải là chứ không có phải là thu vào nhiều mà chia ra cũng nhiều đâu hoặc là các bạn chật vật nữa đâu mà là qua một giai đoạn các bạn kiếm tiền rất tốt á mình thấy có nhiều bạn có sự miệt mài luôn làm việc á ừ. ở đây xong nãy giờ mình nhìn thấy rất là nhiều hình ảnh giống như hình ảnh của cái người này cũng là ở trong cái khu vườn giống như các bạn có làm việc gì đó liên quan đến đến đất đai cây cỏ đó mọi người Wow, The Sun, kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho bạn á, là bạn có một cái tương lai rất là sáng, một tương lai đầy tươi sáng dành cho các bạn. À, cuộc sống của các bạn là qua rồi cái giai đoạn vất vả âm u à, mà các bạn sẽ đến cái giai đoạn nở hoa, cái giai đoạn mà rất là tươi sáng. À, ở đây mình nhìn thấy á, nhiều bạn có tình trạng sức khỏe cải thiện lên một cách thấy rõ tức là qua cái giai đoạn mà cứ hay bệnh lặt vặt nè à, hoặc là giai đoạn bạn cảm thấy nó cứ mệt không khỏe đấy thì bạn sẽ qua một cái giai đoạn rất là khỏe khoắn, tươi tỉnh, năng động à, và mình có nhìn thấy là các bạn rất thích năng lượng của ánh sáng mặt trời á giống như à, có được những giây phút à, vào buổi sáng để đón năng lượng ánh sáng mặt trời thì mình cảm thấy là các bạn có cảm giác như được sống lại và khi tiếp nhận năng lượng ánh sáng mặt trời các bạn có cảm giác là được tiếp thêm sinh lực hoặc là sự tự tin à, giống như bạn thấy à, cái gương mặt của mình khi đó sáng hơn và cặp mắt của các bạn có sự tươi tỉnh à, tươi tỉnh hơn à, sáng suốt hơn đó mọi người à, ở đây mình còn nhìn thấy à, có những trẻ em nè thiếu nhi nè có thể các bạn hoạt động trong những lĩnh vực có liên quan đến à, trẻ em nha hoặc là, hoặc là có hình ảnh của cha đơn thân mẹ đơn thân ở đây có nghĩa là à, bạn sẽ qua giai đoạn chăm sóc dạy dỗ bé rất là tốt à, giống như ba mẹ à, giống như là cha con mẹ con là đều rất là có cái sự khỏe khoắn đó mọi người à, có một thông điệp nữa gửi đến cho các bạn là các bạn sẽ có sự thành công cho cái... Um, cho um, Một cái sự thành công đến với các bạn đó, tức là có một sự cải thiện nào đó trong cuộc sống của bạn nha. Mình thấy cuộc sống của bạn có sự đầy tươi sáng hơn. Wow, The Star. Trời ơi, hai lá bài tuyệt nhất là các bạn lấy hết rồi. Là The Sun nè, The Star. Wow. Tràn đầy cái sự hy vọng cho bạn à, Ở đây á Mình lại tiếp tục thấy đứa bé nữa nè Nếu như các bạn là cha mẹ Thì có nghĩa Là các bạn sẽ Giống như là có một cái cách nào đó Dạy hoặc là nuôi Nuôi dạy con cái rất là tốt với mọi người Còn không là các bạn làm trong lĩnh vực Mà có liên quan đến um, Trẻ em á hoặc là các bạn đang hướng tại The Star còn là thông điệp của ước mơ và hy vọng. Vậy thì có thể là các có thể hiện tại các bạn đang làm trong những lĩnh vực liên quan đến chăm sóc dạy dỗ à, hoặc là tạo niềm vui cho trẻ em hoặc là đây là ước mơ của bạn nha. Đây là một cái sự hy vọng, một cái ước mơ mà mà bạn đang hướng đến. Ví dụ như hiện tại có thể các bạn là bên một cái ngành nghề khác nhưng bạn đang à, có một cái ước mơ là trong một tương lai gần thôi là bạn sẽ triển khai cái gì đó liên quan đến chăm sóc dạy dỗ hoặc là tạo niềm vui cho trẻ em à, giống như các bạn rất là yêu con nít đó, và con nít rất là quấn quýt bên các bạn nha rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tuần một cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, tụ 2, mình để đây nha mà Chúng ta nói về chủ đề là kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn các bạn có thông điệp là confidence is your key to success new moon ở sư tử và chúng ta có thông điệp là sự tự tin chính là chìa khóa thành công của bạn lúc này wow. à, kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho các bạn là các bạn sẽ vươn tới cái sự thành công cho cái việc là các bạn đang xây dựng ở thời điểm hiện tại này nó sẽ giống như là cái hình ảnh bên đây các bạn chọn có một cây cầu bắt ngang qua tức là có À, tức là có một cái sự lưu thông hanh thông nào đó hoặc là có một cái giải pháp nào đó dành cho các bạn nha cho cái việc mà các bạn đang à, đang xây dựng đang trong chờ thì mình thấy là các bạn đang trên đường vươn tới cái sự thành công rồi à, và đó chính là cái kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn và vũ trụ cũng gửi luôn cho các bạn một cái thông điệp á, à, là À, cái cái sự tự tin của bạn thì nó lại là cái chìa khóa quan trọng nhất để các bạn có thể với tới thành công có nghĩa là vậy thì lúc này đây á các bạn hãy cứ tập trung thật là mạnh thật là quyết liệt vào trong cái việc là gây dựng cái niềm tin lại vào trong bản thân của mình xây dựng cái sự tự tin của vào bản thân của mình càng vững chắc thì cái sự thành công của bạn càng lớn Đó. À, và những gì mà các bạn gây dựng sẽ vững nha À, cho nên là các bạn hãy tập trung vào trong cái việc là làm sao để cho mình thật là tự tin các bạn hãy tìm hiểu thật nhiều và rèn luyện thật là nhiều à, giống như cái câu nói á cái lý thuyết là đem cho các bạn một cái sự hiểu một cái sự thông suốt thôi còn còn cái sự kỳ diệu cái sự cải thiện và cái kết quả sẽ đến với các bạn thông qua con đường thực hành à mình muốn nói ví dụ như các bạn đang rất là thiếu tự tin À, trong cái việc là vượt ngoài vùng an toàn phải đi đâu đó một mình chẳng hạn thì mình muốn nói là các bạn hãy à, các bạn hãy có những sự khởi động một cách từ từ chẳng hạn như à, ở cái giai đoạn hướng nội hướng ngoại là chúng ta đều có cả hai nhé mọi người à, à, khi mà các bạn rất là tự tin tự nhiên các bạn sẽ rất là hướng ngoại à, nhưng mà khi đang khi đang tự tin hướng ngoại một cách tuyệt vời như thế nhưng đùng một cái chúng ta bị một cái biến động nào nào đó quá lớn đến với cuộc đời mang tính chất bước ngoặt thì khi đó chúng ta sẽ rơi lại vào rơi vào trong cái tình trạng hướng hướng nội và cái hướng nội hướng ngoại nào cũng có những cái ưu khuyết điểm riêng nhé mọi người ừ. cho nên để từ cái giai đoạn hướng nội chuyển qua hướng ngoại chẳng hạn thì các bạn hãy làm từng bước một bằng cách nếu như các bạn sợ là đi đâu đó một mình thì các bạn hãy hãy rèn luyện bằng cách làm cái gì cũng một mình hết chẳng hạn như là những công việc lớn nhỏ rồi những cái hoạt động hoạt động cơ bản đến tăng dần cái sự phức tạp thì các bạn cũng hãy tự mình làm hết á à, rồi ví dụ đó là một cách nào còn một cách nữa các bạn có thể thay đổi những địa điểm mà các bạn tập thể dục thể thao chẳng hạn như các bạn đi bộ á thì các bạn hãy đi trên những con đường khác nhau hãy đi qua những cái công viên khác nhau đó chính là cái mình lấy lại cái sức mạnh của bản thân của mọi người cho nên ý tại sao mình cứ nói cái điều này hơi bị dài là tại vì mình đang nhìn thấy cái thông điệp của các bạn rất là rõ tức là mình không cần biết các bạn đang xây dựng cái điều gì cho cái cuộc đời của mình có nghĩa là các bạn có thể làm trong bất kỳ một cái ngành nghề nào khác nhau và những gì mà các bạn đang xây dựng mình muốn nói là với cái nội lực của các bạn tại mình đang nhìn thấy hình ảnh của một con sư tử ở đây tức là không thường đâu nhé à, tức là về cái nội lực của các bạn rất là mạnh cho nên cho nên mình muốn nói là các bạn sẽ vươn tới được cái sự thành công và cái sự thành công này của các bạn càng lớn à, phụ thuộc vào cái sự tự tin, á, niềm tin vào bản thân, cái sự độc lập của bản thân càng lớn thì thì bạn sẽ thành công lớn. Cho nên bạn sẽ bạn sẽ thấy là nãy giờ mình à, dành hơi nhiều thời gian để phân tích cái thông điệp này. À, à mình nói tóm lại một câu như thế này rất là dễ nhớ đó là khi bạn sợ điều gì thì bạn hãy tập trung vào trong cái việc chiến thắng cái nỗi sợ đó của bạn, giống như bạn phải sợ làm việc gì đó đơn độc một mình thì hãy làm việc đơn độc một mình, à, sợ phải giao tiếp thì các bạn hãy tìm mọi cách để có những cuộc giao tiếp tăng dần, tăng dần cái mức độ phức tạp. Các bạn sợ phải đi du lịch thì các bạn hãy từng bước đi du lịch từ địa điểm gần nhà cho đến địa điểm xa xa hơn, tăng dần, tăng dần. À, đó mọi người. các bạn cũng là đang trên đường vươn tới thành công rồi kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho bạn wow các bạn có thông điệp là be born hãy mạnh dạng nè và make the first move và cứ thực hiện những cái sự di chuyển những cái sự phát triển những cái sự vận động đầu tiên nhé đó à, chẳng hạn như à, bạn sợ phải sống độc lập à, với gia đình à, đó mọi người thì có nghĩa là cứ sợ điều gì các bạn hãy rèn luyện cho mình thành công cái điều đó nhé mọi người thì các bạn mới vươn tới một cái sự thành công mà đang nằm ngay trước mặt của bạn rồi à bạn sẽ thành công hơn bạn sẽ trưởng thành hơn hãy mình dạng thực hiện bước đi đầu tiên hoặc là bây giờ các bạn đang ấp ủ à tôi phải xây dựng một cái cơ sở sự nghiệp riêng hoặc là các bạn muốn à, có một cái channel riêng một cái kênh kênh youtube riêng của bạn chẳng hạn thì mình muốn nói là hãy mạnh dạn bắt tay vào làm đi à, phải làm những cái bước đầu tiên á, thì tự nhiên là tự nhiên là các lưng xa trong cơ thể các lưng xa của bạn là bắt đầu có cái sự phát triển lên từ từ và trí tuệ của chúng ta sẽ tăng lên từ từ rồi rồi sau đó các bạn mới thấy là mình có cái sự mở mang về đầu óc hơn nè mở mang về các ý tưởng hơn vân 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 có nghĩa là không thể nào cứ đứng mãi ở một vị trí mà có thể tưởng tượng được quá nhiều thứ ở phía trước á các bạn. Chỉ có thể là các bạn phải đặt chân lên từng bậc thang, các bạn lên bậc thang này thì các bạn mới có thể cái tầm nhìn mới mới bắt đầu rộng hơn. Thì các bạn mới có thể là thấy những cái điều gì đó nó xa hơn và sâu hơn. Rồi các bạn phải đặt đi tiếp những cái bước chân tiếp theo rồi các bạn mới thấy cái sự rộng lớn hơn. Còn đứng ở một một vị trí duy nhất lại thì chúng ta cũng chỉ thấy được trong một cái khoảng nhất định thôi chứ không thể thấy quá xa nhiều quá nhiều á mọi người. Đó là lý do tại sao vũ trụ muốn các bạn là hãy mạnh dạn có thực hiện bước đi đầu tiên. Ừ. Hoặc là bây giờ các bạn nói là tôi phải làm một cái cuộc thanh lọc để có thể xua tan toàn bộ những cái sương mù mù mờ. Đó các bạn ra kế hoạch làm liền luôn là ngay ngay tại trong cái ngày mà các bạn có những cái suy nghĩ phải thanh lọc à đó, các bạn cứ dành thời gian từ từ, ví dụ như mỗi ngày chừng 30 phút để thanh lọc thôi cũng được và cứ bền bỉ thanh lọc trong một khoảng thời gian dài thì các bạn từ từ sẽ xua tan hết những cái sương mù, các bạn sẽ có một cái sự rất thấy rất rõ ràng vào bản thân và cuộc sống, thấy rất là rõ ràng về cái tương lai của mình. Hoặc là các bạn nói rằng đó là đến lúc tôi phải tham dự một cái khóa học thiền, một cái khóa yoga để cải thiện về cái sức khỏe thì đó, đến lúc các bạn đừng chần chừ nữa à có nghĩa là nổi lên cái suy nghĩ đó là các bạn phải ra kế hoạch là trong một ngày sau hai ngày sau gì đó là bắt tay các bạn đi đăng ký khóa học đó liền và đi học liền các mọi người à, cho nên vũ trưởng muốn nói á, cái sự thành công của bạn là rất là tuyệt vời và nó phụ thuộc vào cái việc bạn kiên quyết có sự thay đổi bản thân các bạn có thông điệp show the world the real you hãy cho thế giới biết thật sự bạn là ai à, cái thông điệp này muốn nói là cái tài năng thật sự của bạn á là bạn chưa có gọi là chính thức công khai Nó một cách một cách rõ ràng rõ ràng chính thức ra đó mọi người ở đây các bạn có năng lượng của bảo bình nha là năng lượng của cái sự độc đáo một cái tài năng độc đáo nào đó mà chắc chắn là bạn có À, mình ví dụ như các bạn vẫn đang làm việc một cách rất bình thường và rất tốt à nhưng có một tài năng nào đó của bạn á, là chưa có xuất đầu lợi diện đâu à, có nghĩa là bạn chưa có chính thức là công khai một cái tài năng độc đáo nào đó của bạn á. nhưng mà với những cái thông điệp này có nghĩa là thời gian này đã thích hợp cho các bạn là lên những cái kế hoạch chuẩn bị hoặc là lên những kế hoạch hành động luôn nhé mọi người chẳng hạn như là một cái ước mơ mà bạn dự định sẽ làm trong 2 năm tới chẳng hạn á thì đây là khoảng thời gian mà bắt đầu các bạn cần ghi chép những kế hoạch hoặc là các bạn cần phải có những cái bước chuẩn bị, chuẩn bị cái gì? Có thể là các bạn chuẩn bị cái sự tự tin nè, các bạn chuẩn bị cái sức khỏe, chuẩn bị sức khỏe hoặc là các bạn dọn dẹp đi những điều cũ à để chào đón cái điều mới đến với cuộc đời của mình. Cho nên các bạn tập trung vào sức khỏe nè, tập trung vào trong cái việc thanh lọc thanh lọc để có những cái bước đầu tiên cho cơ hội mới à, đến với các bạn và thanh lọc để làm gì? Để có nghĩa là các bạn các bạn là thanh lọc đi cái nguồn năng lượng cũ á, để à, các bạn có đủ cái động lực, à, đủ cái động lực, đủ năng lượng để các bạn là bắt đầu thực hiện cái cái việc gì đó mà liên quan đến một tài năng độc đáo riêng biệt nào đó của bạn nha. kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho bạn á, có nghĩa là đến lúc bạn sẽ sống với cái tài năng thật sự của mình trời ơi các bạn rất là đinh ứng ở new star is coming. sự khởi đầu mới sự bắt đầu mới là đang đến ừ. cho nên là à, chắc chắn ngay tại lúc này đây luôn thời gian này luôn không có phải chờ đợi đến không không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa là mọi người là các bạn hãy cho mình có những sự khởi đầu mới chẳng hạn như là ít nhất cái sự khởi đầu mới này của các bạn cũng là gồm có xây dựng niềm tin vào bản thân này có nghĩa là có thể bạn cần tăng cường thêm thay đổi hình ảnh bản thân hoặc là rèn luyện thêm cho mình có những sự khỏe mạnh để nhìn bản thân có những cái gọi là tràn đầy cái sức sống á hoặc là các bạn chuẩn bị về cái tinh thần thật là tươi tỉnh thật là tập trung vào trong à, vào trong cái việc là bạn biết là cuộc đời của bạn sẽ qua một cái chương mới một cái bước ngoặt mới tuyệt vời kỳ kỳ diệu đến với cuộc đời của mình à, và bạn sẽ được sống với tài năng thật sự độc đáo của bản thân thì đó chính là cái cuộc đời mới bắt đầu Các bạn có thông điệp make time for soul love. Đến lúc à, yêu thương bản thân, tập trung lại vào bản thân của mình. Các bạn có thông điệp last the moon ở thiên bình. À, kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho các bạn á, là đầu tư lại vào trong bản thân của mình. Làm sao cho các bạn à, tập trung lại cái nguồn năng lượng. Giống như là các bạn tạo ra được một cái quả cầu. Nó phát sáng, nó phát hào quang như thế này là cái thông điệp thể hiện cái năng lượng năng lượng sức mạnh của bạn á và đến lúc à, bạn làm gì đó để chăm sóc lại bản thân tức là à, đây là cái khoảng thời gian mà gọi là đặc biệt để chỉ dành cho bạn thôi à, có nghĩa là đây là khoảng thời gian bạn sẽ ưu tiên mình hơn mọi thứ trên đời nha à, giống như là dành thời gian để các bạn lấy lại cái sự điềm tĩnh sự cân bằng ở bên trong dành thời gian cho bản thân thôi để các bạn có một cái sự kết nối thật là mạnh mẽ với thiên nhiên với vũ trụ à, để mọi người với với mặt trăng đó để là các bạn phục hồi lại sức mạnh của bản thân à có nghĩa là à, những cái năng lượng bên ngoài thị phi vân vân à, hoặc hoặc không hẳn là thị phi nhưng mà gọi là những cái năng lượng hỗn loạn lộn xộn ở bên ngoài á à, là giống như gọi là những cái những cái mà gây hút cái nguồn năng lượng của bạn á làm cho các bạn cảm giác bị mệt mỏi stress bị phân mảnh à, hoặc là làm giảm cái sức khỏe của bạn bởi vì nhiều khi cái sự stress lo lắng sẽ sinh ra cái việc là giảm luôn cái sức khỏe về thể chất thì có nghĩa đến lúc các bạn phải dành thời gian để phục hồi lại năng lượng của bản thân phục hồi lại sức khỏe các bạn có quyền đi du lịch nha các bạn có quyền cho bản thân của mình là có những cái giây phút mà các bạn À, các bạn đi dạo ở ngoài biển hoặc là các bạn tập thiền, tập yoga ở ngoài biển là tuyệt vời mình có tìm hiểu về cái yoga đó mọi người tức là có rất mình thấy ở nước ngoài á tức là có rất là nhiều bạn là tập yoga và mấy bạn đó cứ đi đến những cái địa điểm khác nhau mà liên quan tới khu rừng khu rừng hoặc là liên quan tới suối hoặc là biển mình để ý mình thấy như vậy um, wow luôn đó mọi người và mình thấy những cái động tác của họ À, rất là linh hoạt một cách dưỡng dội luôn và có cả cái sức mạnh ở trong đó ừ. cho nên mình muốn nói với các bạn đó là giống như những cái gọi là tiếp xúc với thiên nhiên nè các bạn ra ngoài biển các bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nguồn năng lượng to lớn của biển cả sẽ à, các bạn sẽ kết nối với cái nguồn năng lượng đầy cái sự mạnh mẽ như thế là các bạn biết cái sự phục hồi về bản thân một cách nhanh rất là nhanh các bạn sẽ lấy lại cái gọi là tràn đầy sinh lực sức sống ngay cải thiện về sức khỏe rất là nhanh chóng nữa đó mọi người. Còn nếu như có điều kiện hơn á là có thể là các bạn sẽ ra rừng nè, suối, biển để các bạn dành thời gian cho thiền và yoga thì cái đó gọi là không gì tuyệt vời hơn rồi. Um, giống như các bạn chuyển qua một cái giai đoạn khác á, mà cái giai đoạn đó nó đòi hỏi cái việc các bạn thu hồi là sức mạnh của bản thân á và phục hồi lại sức khỏe <laughs> Tiếp tục nữa chúng ta có release control buông bỏ mà kiểm soát có qua the moon ở kim nghiêu ở đây mình các bạn thấy hai thảnh khác biệt nhau ở đây là biển nè còn ở đây là cánh đồng cánh đồng hoặc là một cái mảnh đất nhiều cây cối à, đó mọi người và đây là cái động tác của yoga nữa đó các bạn cho nên giống như kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho các bạn là vũ trụ muốn các bạn ít nhiều hãy dành thời gian hoặc là lâu lâu một lần cũng được cũng được nữa là cho phép bản thân của mình ra ngoài biển hoặc là ra ngoài cánh đồng một cái khu đất trống nào đó đó mọi người để các bạn có thể thực hành yoga ngoài đó và các bạn sẽ gọi là tăng cái sức mạnh lên rất là nhiều nếu mà các bạn làm được cái điều này thì rất là lý tưởng luôn á sẽ vô cùng lý tưởng cho cái việc là bạn sẽ thấy là tần số rung động của bạn sẽ lên một cách rất là nhanh tốc độ rất là nhanh à, và bạn thấy là bản thân của mình sẽ rất khác và đảm bảo với các bạn luôn chắc chắn bạn bè đồng nghiệp sẽ bất ngờ sẽ bất ngờ với các bạn nhưng cũng không có cách nào đoán được tại sao bạn lại có thể có những cái sự thay đổi nhanh như thế giống như từ một cái người này chuyển qua một cái người khác quá quá khác biệt uhm. Uhm. và và cái việc mà khi mà các bạn dành rất nhiều thời gian cho thiên nhiên đó mọi người, đặc biệt là thiền yoga mà lại là thiền yoga ở ngoài cánh đồng, ở ngoài biển nữa thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cái sự thay đổi về năng lượng của các bạn khác biệt lắm. Và các bạn không thể nào là che giấu được cái sự thay đổi tuyệt vời này á, giống như bạn có cố gắng tỏ ra bình thường như chăng nữa thì cái người tiếp xúc với bạn vẫn cảm nhận được cái sự khác biệt, giống như đồng nghiệp chắc chắn là cảm nhận được cái sự khác biệt cho dù bạn có che giấu như thế nào người ta vẫn thấy ở nơi bạn có gì đó đặc biệt kế hoạch tiếp theo vũ trụ dành cho bạn các bạn có vua vua kiếm vua kiếm ha ta để chờ mình tí nha các các bạn thành ông vua kiếm nè tức là các bạn phát triển lên năng lực của một ông vua kiếm tức là các bạn sẽ rất là thành công trong cái việc kiểm soát toàn bộ cái cuộc sống của mình đó à, các bạn giống như toàn bộ cái cuộc sống cái xu hướng phương hướng này nọ sẽ hoàn toàn nằm trong tay của bạn giống như cái ông vô kiếm này nắm cái cây kiếm rất chắc cho nên ý muốn nói là bạn rất là sáng suốt à, đặc biệt nha là đây là khoảng thời gian mà gọi là sáng suốt là trí tuệ thông minh sắc bén linh hoạt của bạn phát huy lên rất là mạnh mẽ an à, còn khả năng về tương tác ngôn ngữ ngôn từ của bạn cũng phát triển nữa. và kể cả khả năng ngoại ngữ cũng phát triển luôn các bạn có ace of cups wow wow rất nhiều bạn ở đây sẽ có nguy cơ là có tình yêu mới nha có nhiều bạn là à, có tình yêu mới hoặc là các bạn bước qua một giai đoạn à, cảm thấy cảm nhận được tình yêu một cách rõ rõ ràng hơn có tình yêu mới thì không không hẳn là phải với cái người mới mới được gọi là tình yêu mới nha mọi người tức là sẽ sẽ có bạn độc thân là sẽ có có người yêu mới à nhưng mà cũng có một số bạn giống như à, các bạn làm bạn với nhau một khoảng thời gian à, cái giai đoạn các bạn là vẫn còn là một giai đoạn tìm hiểu và đây là khoảng thời gian mà sẽ có sự phát triển trong năng lượng tình yêu của bạn á hả úi khi giúp khois úi xin nhiều nhiều nhân vật quan trọng ở đây vậy ta. Wow. Sẽ rất là chúc mừng cho các bạn nào. Với với các bạn nam á, thì rất là chúc mừng cho các bạn về bởi vì các bạn rất thành công. À, một là địa vị xã hội các bạn cao, hai là cái vị trí ghế ngồi cái chức vụ của bạn tại nơi làm việc vững chắc. Khả năng các bạn cũng có thể đề cập lên những cái vị trí quản lý, lãnh đạo trở lên hoặc là các bạn sẽ thành công một cách xuất sắc trong cái việc tạo dựng cái cơ ngơi, đế chế sự nghiệp riêng và à, hoặc là các bạn có sự chuyển đổi phát triển về bản thân một cách xuất sắc chẳng hạn như à, bạn sẽ bước qua một giai đoạn chuyên nghiệp hơn thương lượng giao tiếp đàm phán một cách xuất sắc hơn bởi vì bạn có khả năng giữ vững được cái lập trường của mình một cách vững chắc áp đảo được người khác à. hai là các bạn sẽ thành công xuất sắc về về sự nghiệp, về tiền bạc. Đấy mọi người. Wow, các bạn sẽ rất là thành công về khía cạnh của tiền bạc, kinh tế, tài chính này nọ, các bạn rất là thành công luôn. Thậm chí có một số bạn còn còn là có thể là các bạn có nhà riêng nữa nè. Đấy. Các bạn thành công một cách mạnh mẽ về tiền bạc. Rồi các bạn đầy cái cái sự tự tin trong cái việc mà đầu tư vào trong bản thân á. Trong bản thân của mọi người. À, còn tin vui đến với các bạn nữ là có những cái sự khởi đầu mới trong cuộc đời của các bạn nữ nha à, tức là qua một giai đoạn rất là ay sấp khóc tức là một giai đoạn mà các bạn sẽ cảm thấy đủ đầy trọn vẹn về mặt khía cạnh tình cảm cảm xúc à, và mình thấy các bạn qua một cái giai đoạn là rất nhiều người theo đuổi các bạn chắc chắn với các bạn nữ sẽ không bao giờ là một đối tượng để ý đâu các bạn được nhiều người để ý và những người để ý các bạn đều là những người rất là bản lĩnh, tài năng, trưởng thành Có những sự thành công nhất định rồi Cho nên là với các bạn nữ là các bạn ngập tràn một ly nè mọi người Tức là các bạn ngập tràn có sự hạnh phúc về khía cạnh của tình cảm Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 2 Cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào các bạn tù ba để đây nha chúng ta nói về chủ đề là kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn các bạn tổ ba có thông điệp là it's time to release negativity. À, đây là đã đến cái thời điểm mà các bạn hãy phóng thích đi cái nguồn năng lượng tiêu cực, nguồn năng lượng cũ để các bạn bắt đầu chào đón cái cơ hội bước đến cuộc đời các bạn nha. và đây là thời gian đã điểm, thời gian đã đến rồi. cho nên các bạn là hãy tập trung vào à, để các bạn có những cái sự chuẩn bị sẵn sàng bước qua một cái cuộc sống mới, một cuộc sống mới đến với cuộc đời của các bạn nha. Đây là cái thời điểm đánh dấu một cột mốc thay đổi quan trọng trong cuộc đời của các bạn tuổi Ba. Các bạn sẽ bước vào một giai đoạn là các bạn sẽ thấy từng những cái ước mơ của bạn, từ những ước mơ nhỏ cho đến những ước mơ lớn, lần lượt lần lượt có sự từ 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 là có cái sự chuyển biến, chuyển hóa sự thay đổi và các bạn đang từng bước từng bước mà chạm tới những ước mơ của bạn từ nhỏ đến tăng dần cho nên rất là quan trọng và đó chính là kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn và cũng và vũ trụ cũng nhắn gửi các bạn một cái thông điệp luôn đó là để cho các bạn có niềm tin vững chắc vào trong bản thân và để cho các bạn có một cái gọi là là một cái sự chuyển biến thay đổi cuộc đời một cách đều đặn đều đặn tăng dần tăng dần tới mọi người mà không có bị gián đoạn hoặc là không có bị sập sình lúc lúc này lúc khác không có bị rơi vào trong cái tình huống lúc thì thì các bạn sẽ thấy à, rất là phấn khởi và cảm thấy đầy đầy năng lượng và rất là vững tin Vào cái việc là mình sẽ lần lượt lần lượt với tới những ước mơ của bản thân à, như là đang đang xen với những lúc các bạn tự nhiên bị xuống tinh thần đấy thì vũ trụ muốn nói với các bạn để có thể giải quyết được cái vấn đề này thì các bạn cũng song hành hết sức là tập trung vào trong cái việc là thanh lọc loại bỏ đi những điều cũ, loại bỏ đi những cái sự suy nghĩ, những cái cách tư duy cũ à, và loại bỏ đi tất cả những điều mà làm cho các bạn bị tiêu cực xuống, những điều mà làm cho các bạn được gọi là bị hút hết nguồn năng lượng để các bạn có sự điều đặn, điều đặn cân bằng mà lần lượt là vươn tới cái ước mơ của bạn từ nhỏ đến tăng dần. Đó mọi người. Thì mình giải thích dài dòng như thế, thật ra ý mình muốn nói là hãy tập trung vào trong việc thanh lọc thì á, thanh lọc nó gồm là thanh lọc đồ đạc môi trường sống môi trường làm việc của bạn à, các bạn cứ liên tục thanh lọc đồ đạc đi thấy cái gì mà mình không dùng nữa cứ từ từ từng bước thanh lọc dần à, nhiều ngày thì các bạn sẽ thấy là à, mọi cái cái nơi ở và nơi làm việc của mình nó nó sẽ có nhiều không gian trống trải hơn sạch sẽ sáng bóng hơn và dĩ nhiên cái điều này chúng ta không thể làm trong một ngày hai ngày á à, mà đòi hỏi cái sự bền bỉ các bạn làm trong nhiều ngày nhiều tháng cái nữa là thanh lọc nó gồm thanh lọc đồ đạc là một thanh lọc về bản thân của mình đó, à, giống như cái việc mình cân đối lại chế độ ăn uống thanh lọc đại tràng rồi mọi người rồi thanh lọc, và tiếp theo nữa là bắt đầu thanh lọc cái suy nghĩ của bản thân à, nhưng có một cái tin vui mình gửi đến cho các bạn bởi vì mình có kinh nghiệm cực kỳ luôn à, trong cái việc thanh lọc à, mình là mình rất kinh nghiệm trong cái việc thanh lọc đó mọi người thì mình muốn nói với các bạn là đừng gây áp lực cho bản thân đừng gây sự phức tạp cho bản thân các bạn hãy cứ tập trung thanh lọc đồ đạc trước là cứ môi trường sống và môi trường làm việc của mình các bạn cứ tập trung thanh lọc đồ đạc rồi cái việc thanh lọc đại tràng thanh lọc cơ thể cho đến thanh lọc suy nghĩ là cái hiệu quả đến sau và đó là một cái quá trình tự động hóa nha mọi người cho nên các bạn yên tâm không suy nghĩ phức tạp tự nhiên khi các bạn thanh lọc đồ đạc rồi thì các bạn sẽ thấy có một cái động lực thôi thúc các bạn thanh lọc cơ thể, thanh lọc đại tràng, thanh rồi bắt đầu qua cái thanh lọc suy nghĩ là tự nhiên các bạn bắt đầu sẽ hướng đến cái việc ăn uống cực tốt, cực chắc cho bản thân luôn. À, và cái điều này đến với các bạn một cách tự nhiên cho nên mình mới nói các bạn yên tâm chỉ tập trung vào thanh lọc đồ đạc trước. Rồi rồi cái việc mà các bạn thanh lọc đi những suy nghĩ tiêu cực á, tập trực, à, thanh lọc đi những cái suy nghĩ không đúng, những cái suy nghĩ gây hiểu lầm, những cái suy nghĩ mà làm cho bản thân của mình buồn cũng là một quá trình tự động hóa luôn nhé mọi người cho nên các bạn cứ việc yên tâm chỉ tập trung vào cái việc thanh lọc cái môi trường sống và môi trường làm việc It's time là thời gian thời gian đã điểm rồi nhé mọi người đừng có chần chừ thêm á là thời gian quá hợp lý để cho các bạn thanh lọc rồi mình đang có thấy điều kỳ diệu á nhưng mà để xem con mình có đoán đúng hay không nha ở đây chúng ta có adjustments are required wow sự điều chỉnh là rất cần thiết cho các bạn nha rất là cần thiết cho nên hãy có những sự điều chỉnh hoàn thiện chỉnh sửa à, cái 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 cuộc hành trình của các bạn hoặc các bạn có nhìn thấy hai cái thông điệp nó rất là tối không đó là cho thấy cái nguồn năng lượng tối năng lượng âm u lạnh lẽo năng lượng bụi bẩm à là rất rất cần thiết để cho các bạn thanh lọc mình sẽ ví dụ đơn giản nè nhìn vào căn nhà của mình nơi nào các bạn thấy là bụi bẩm nhiều âm u lạnh lẽo tối thì các bạn hãy thanh lọc và làm cho mình, mình ví dụ đó là căn phòng đi nha thì các bạn hãy làm cho căn phòng đó mang sắc màu của có sự tươi sáng và ấm áp đừng có để ở trong ở trong cái cái lạnh lẽo và cái tối à, các bạn có thể trang trí thêm các bạn có thể dán giấy hay cái gì đó thêm để làm cho căn phòng là mang sắc màu của sự tươi sáng là một cái thứ hai là ấm áp. À, ấm áp đó mọi người. Ừ. À, và đặc biệt là các bạn đừng có để cho cái khu vực nào mà nó bị ẩm thấp, ẩm ướt hoặc là bụi bẩm Wow. Các bạn cứ quyết liệt làm một cái cuộc điều chỉnh như thế à thì sẽ có một điều kỳ diệu mà mình đã nhìn thấy ở đây. À. Nhưng để xem là có đúng như cái mình nhìn thấy hay không có đã Không gây áp lực cho bản thân với mọi người à, Thanh lọc nó cũng là một cái một cuộc hành trình rất là thú vị Các bạn cứ làm từ 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 từng chút một thôi Ở đây chúng ta có thông điệp nữa Meditate and contemplate Ở đây chúng ta có như mua nó ngư Liên quan đến cái sự chiêm nghiệm, suy ngẫm, thiền tâm linh tinh thần và wow. ở đây á có thể các bạn sẽ vững vàng hơn à, nghiêm túc hơn hoặc là chính thức hơn trong cái việc á à, là các bạn xây dựng một cái điểm tựa cho bản thân của mình à có nghĩa là đến đã thời gian rất là thích hợp để cho các bạn có cái sự chính thức hoặc là nghiêm túc hơn à, hoặc là phát triển lớn mạnh hơn trong cái gọi là thiền định nè trong trong cái thiền và có sự chiêm nghiệm suy ngẫm à có nghĩa là tĩnh lặng có nghĩa là một cái sự phát triển mạnh về tinh thần về tâm linh đó mọi người à, hải đảo tư thân là một cái có nghĩa là tin tưởng mạnh vào trong bản thân của mình là một cái có nghĩa là có ý chí kiên cường nghị lực quyết tâm để theo à, cái con đường liên quan đến thiền đến tâm linh đến tinh thần rồi đó là một cái cái thứ hai các bạn cũng có thể giải quyết đi tất cả những cái nguồn năng lực giống như mình nói nè à tối âm u lạnh buổi ẩm thấp ẩm ướt gì đó sạch tạo thành một cái nơi rộng rãi thoáng sáng wow và cái nơi đó các bạn có thể xây dựng lại là một nơi để cho bản thân của mình được sống với tâm hồn của mình à, là một nơi bạn dành cho cái cuộc hành trình khám phá về nội tâm về tâm hồn cũng có thể là một nơi các bạn tạo, tạo lại thành một cái nơi thiêng liêng tạo lại một cái nơi cho các bạn ngồi thiền vân hoặc là thiền hành vân vân kế hoạch tiếp theo dành cho bạn chính là một sự phát triển về con đường của tinh thần tâm linh hoặc là thiền ở đây mình thấy nè em rất là rõ thông điệp của thiền á Wow. Các bạn mang năng lượng của sông ngư nhiều thế nhỉ? Ở đây chúng ta có các bạn năng lượng nước luôn bò cạp nữa nè cũng là năng lượng của nước à, ở đây các bạn có thông điệp balance spirituality and practicality cân bằng cân bằng giữa cái cuộc sống thực tế và cái cuộc sống tinh thần của bạn á à, giống như à, để mình xem nè có nghĩa là bây giờ ví dụ như các cái sự nghiệp của bạn ấy, một cái sự nghiệp là liên quan đến cái đời sống thực tế À, và một cái thế giới tâm hồn của bạn Mình chắc chắn các bạn tụi ba đều là những người Có thế giới tâm hồn rất là tuyệt vời Rất là tuyệt vời nhưng giống như đôi khi các bạn bị rối loạn Hoặc là các bạn bị tác động Là như thế này Tức là cái thế giới tinh thần của bạn á, là Là một thế giới đáng để có sự tôn kính à, Nhưng bạn vẫn còn bị mắc kẹt vào trong cái quan điểm là mọi người chỉ nhìn vào bạn và phán xét bạn dựa trên những cái gọi là thế giới vật chất đó mọi người cho nên bạn bị trao đảo, bạn bị mất cân bằng và giống như bạn bạn có một cái thế giới tinh thần đầy cái sự thiên liêng đầy cái sự đáng đáng để được tôn kính như thế nhưng mà đôi khi à, bạn bị tác động ừ, giống như bạn dễ bị lay chuyển à, lay động à, rồi cho nên thành ra bạn chưa có được chính thức chưa có được mạnh mẽ can đảm để mà à, để mà thể hiện rằng bản thân của mình là một người có những cái niềm đam mê nhiệt huyết với cái thế giới tinh thần riêng của bạn tại vì nhiều khi à, bạn tiếp xúc với những người mà người ta trọng về cái khía cạnh vật chất hơn hoặc là người ta rất là vội vã trong cái việc phán xét một ai đó chỉ qua những cái cái khía cạnh chỉ qua một khía cạnh thôi đó là khía cạnh của tiền bạc vật chất sự nghiệp chẳng hạn đó cái đó gọi là gọi là phán xét làm cho các bạn bị mất cân bằng chứ còn cái khía cạnh nào cũng đáng để được trân trọng cả. cho nên thông điệp này vũ trụ muốn nói với các bạn là cỡ nào các bạn cũng phải có sự tăng định lực của bản thân để các bạn bảo vệ được cả hai, tức là vẫn bảo vệ được cái sự sự nghiệp mà nơi đó các bạn được sống với thế giới vật chất, các bạn được làm việc, các bạn được kiếm tiền và các bạn bảo vệ luôn cái thế giới tinh thần của các bạn nha, không dễ dàng bị cái lời nói tác động hoặc là không có bị tuổi thân À, bởi những cái lời phán xét vội vã hoặc là phán xét thiên lệ thiếu công bằng chỉ trọng về một khía cạnh nào đó thôi chứ còn khía cạnh nào của các bạn tu ba đều là đáng để được trân trọng cả về khía cạnh tinh thần của bạn cũng đáng để, cũng đáng để được tôn kính và khía cạnh về à, thế giới vật chất tiền bạc này nọ của bạn cũng ra cũng đáng để được tôn kính đó. Cho nên thành ra bạn cứ vững tâm và giữ cái sự cân bằng cả hai À, và để có thể bảo vệ được cả hai cũng là một thử thách đối với các bạn tụ ba bởi vì các bạn tụ ba hơi nghiêng về cái nguyên tố nước á, à, tức là nguyên tố cảm xúc á. cho nên cho nên đôi khi những cái lời nói mà tấn công vào tâm lý cảm xúc thì cũng có thể sẽ khiến bạn đau lòng cho nên cái việc cân bằng cân bằng bên trong của bạn à, cũng là một thử thách nhưng nếu bạn vượt qua được thì wow sẽ là sẽ là rất tuyệt vời cho cái hành trình của bạn từ đây về sau các bạn có đây be humble first one in leo năng lượng của sư tử à, các bạn cứ giữ sự điềm tĩnh thôi có nghĩa là cứ um, đón nhận à, không phải đón nhận mà như thế này là cứ việc lắng nghe thôi tất cả những cái tiếng nói cho dù là đem đến sự hài lòng cho bạn cho dù không đi chăng nữa cũng chẳng sao hết cứ nghe và giữ sự điềm tĩnh à, chỉ vậy thôi và các, các bạn cứ tập trung vào vào cái lí tưởng của bản thân cứ tập trung vào bản thân của các bạn thôi. Ở đây mình đang nhìn thấy um, khả, khả năng là các bạn sẽ rất là thành công trong cái việc liên quan đến thiền nhé mọi người. À, có thể là bạn sẽ có những sự phát triển thông qua cái việc các bạn chuyên tâm thiền, tức là khi đó sẽ mở ra cho các bạn nhiều những cái khả năng đặc biệt hoặc là về cái tính cách, cái sự trưởng thành của bạn đều đều có cái sự đều có sự thay đổi hết à, Theo cái hướng là bạn ngày càng có sự điềm tĩnh hơn ngày càng tin tưởng vào bản thân tin tưởng vào hành trình của mình nhiều hơn Ở đây mình có thấy một cái thông điệp đó. các bạn tụ ba cũng có thể là làm cho bạn ngày càng có cái sự phát triển về nhận thức và cái sự kết nối với vũ trụ ngày càng mạnh hơn bằng cách các bạn có thể là à, các bạn có thể bước ra bên ngoài trời vào ban đêm đó mọi người đến cái khu vực nào đó bạn cảm thấy là tự tin yên bình thanh thản à, và bạn có cảm giác là một cái cái nguồn năng lượng của cái sự ấm áp nào đó đến với các bạn á thì tự nhiên là bạn sẽ được tiếp thêm cái nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ và tự tin rồi năng lượng sư tử lặp lại một lần nữa nè mọi người quay wow hãy cứ sống ở đây là một cái thông điệp giống như kiểu là cứ sống theo bản năng nhé các bạn tụ ba tụ ba rất là độc đáo tức là ở bên trên thì các bạn năng lượng của nước phía dưới này các bạn là năng lượng của lửa lửa nước là hai cái rất là đối lập với nhau á giống như cả hai bên trong bạn đều có cả ở đây mình nói đến lúc các bạn cứ việc sống theo bản năng, cứ sống là chính mình, hãy cứ mạnh dạng, à, mạnh dạng tự do giải phóng và làm tất cả những việc mà mà bạn cảm thấy là bạn rất là yêu thích, đó. không không việc gì phải là bó buộc bản thân của mình lại hoặc là nhiều bạn ở đây rất là muốn có những cái sự bứt phá, bước ra khỏi nhà, đi đến những vùng à, mà bạn cảm thấy được hòa mình vào trong thiên nhiên, đi đến những mảnh đất, à, đi đến ở đây sao mình thấy có rất là nhiều nhiều những cái mảnh đất nè mọi người, rồi anh đây dường như là cây xương rồng đúng không? Đó. mình cảm cảm thấy là tất cả những người đó giống như có nhân duyên với các bạn thể các bạn đi đến những cái vùng miền đó mọi người, mà giống như các bạn sẽ có một cảm giác được sống là chính bản thân của mình nè, không có cần phải bó buộc bản thân của mình lại để cho vừa với những ai đó chẳng hạn rồi à chào mình tí nha ừ à cái ừ. nào nữa ta cái này rồi chứ à mình tiếp kế hoạch tiếp theo mà vũ trụ dành cho bạn các bạn có thông điệp của khu rừng ha. Bay up uh, Artemis. Cái này là bay up source của mọi người. Ở đây mình thấy nha có liên quan đến khu rừng hoặc là khu vườn, hoặc là khu vườn nhé mọi người. Tại ở đây là một cái vườn hoa hoặc à vườn rau. Có một số bạn là sẽ có vườn hoa hoặc là vườn rau. À, hoặc là có cái khu vực nhiều cây cối à, Giống như ở đây là 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 ý muốn nói thông điệp á, là những ngày trăng tròn nè giống như các bạn á có dành một cái khoảng không gian riêng ở ngoài cái khu vườn của mình á, vào ban đêm và các bạn chỉ thắp một cái ngọn nến và các bạn có đem theo sách bàn đó bạn trải ra đây bạn ngồi bằng học và đây chính là cái thế giới tinh thần wow đầy cái sự tuyệt vời của bạn á. tức là bạn xây dựng cho bản thân của mình một khu vườn riêng à các bạn vừa là xây dựng cho mình đó một cái khu vườn rau, khu vườn hoa hoặc là cây cối gì đó của bạn và bạn cũng thiết lập luôn cái nơi ở đây giống như là bạn có kê bàn ở đây nè dành cho những ngày trăng tròn, giống như là bạn ra đây để bạn thắp sáng lại cái sự đam mê, thắp sáng lại niềm tin của bản thân. À, bạn đang có những sự khởi đầu mới cho hành trình sự nghiệp nào đó của bạn nữa à, và mình thấy là bạn rất là độc lập, rất là độc lập hạnh phúc à, và càng có những cái buổi mà nó đầy cái cái không khí của sự ấm áp và thú vị như thế này nè mọi người bạn có thấy biểu tượng của con cú thì trí tuệ của bạn lại càng phát triển nha tức là mình thấy các bạn có sự chủ động á, rất là hồn nhiên luôn á hồn nhiên với thiên nhiên hồn nhiên với vũ trụ à, có một cái khu vườn cho riêng mình và các bạn còn làm những cái yếu tố rất là lãng mạn á vào chỉ những việc đó thôi mà làm gia tăng việc trí tuệ của các bạn rất nhiều hồi nãy là mình có đoán hồi nãy mình có đoán mình nghĩ là các bạn sẽ có những cái chuyến đi ra bên ngoài, à, đi đâu đó về những vùng rất là yên tĩnh thiên nhiên, nhiều hàng cây. À nhưng mà với thông điệp này thì mình lại đang thấy các bạn xây dựng cho bản thân của mình, giống như có thể là có một số bạn có thể là đi du lịch ở những ở những cái nơi à, rất là thanh vắng mọi người thanh vắng nhưng mà yên bình, những nơi rất là hoang dã. À, nhưng có bạn thì lại xây dựng cho bản thân của mình một khu vườn luôn vừa là một khu vườn rất là thiên nhiên vừa là một cái nơi mà rất là linh thiêng thiên, thiên liêng của bạn và đầy cái sự ấm áp và lãng mạn nữa các bạn có tắm um, tiền mình đang nhìn thấy có nhiều bạn á, là có liên quan đến à, những cái những cái nghề nghiệp à, thiết kế kiến trúc hoặc là bạn tự tạo ra ví dụ như bạn làm cái gì đó bằng bằng tay bằng chính cái sự thiết kế và sáng tạo của bạn á. đấy à, hoặc là bạn có một cái sự nghiệp riêng à, và có thể bạn làm tại nhà cái sự nghiệp của bạn luôn À, và cái công việc này sẽ giúp các bạn kiếm tiền rất là tốt ổn định đều đặn và mình có cảm thấy cái sự say mê của bạn trong cái công việc này của bạn luôn nha à, và mình thấy là các bạn có một số bạn thì sống ở những vùng á mà bao xung quanh sẽ rất là thiên nhiên các bạn nhìn hình ảnh của một người trong nhà nhưng các bạn thấy là cái người này mang tư tưởng rất là thoáng bởi vì cánh cửa đang mở các bạn thấy không cánh cửa mở nó thể hiện một cái sự thông thoáng lưu thông kết nối giữa môi trường bên trong nhà và môi trường bên ngoài nhà. khi mà cái cánh cửa này mở ra các bạn thấy bên ngoài có gì? có hoa là một, có một cái cánh đồng, đó. cho nên bạn thấy là um, bạn sẽ có được một cái nơi ở nơi làm việc rất là tuyệt vời nhé, đầy cái sự mơ ước của biết bao người á mọi người. và mình cũng cảm thấy các bạn sống rất là thiên nhiên á, um, có xu hướng sống đơn giản thiên nhiên, à, những cái vật dụng của bạn sử dụng thì cũng đầy đầy cái sự thiên nhiên ở trong đó ừ. rồi có nhiều bạn thì rất là trẻ trung năng động có nhiều bạn thì mình thấy cũng nằm trong độ tuổi lớn đấy như là anh chị cô chú lớn nè nhưng vẫn rất là gọi là say mê với cuộc đời luôn á và đầy cái sự yêu thương cái công việc mà mình đang làm mình cảm thấy á đối với những bạn trẻ thì mình thấy là đầy năng lượng của cái việc là khám phá thiên nhiên khám phá vũ trụ đầy cái sự ham học hỏi tìm tòi và khả năng tư duy độc lập của các bạn rất cao và hình thành từ lúc các bạn còn nhỏ luôn các bạn rất là thông minh linh hoạt à đó mọi người rồi còn à, với anh chị cô chú lớn á, thì mình cảm thấy là đầy cái sự đam mê với cái công việc với cái công việc đang làm tức là anh chị cô chú lớn thì lại đang trong cái giai đoạn vượt qua tất cả những cái con đường ham muốn rồi, tức là con đường của cái việc danh vọng địa vị gì đó vân vân. Anh chị cô chú lớn thì đến cái giai đoạn gọi là cống hiến và phụng sự, cực kỳ yêu cái công việc của mình đang làm luôn và rất là có tài năng đặc biệt trong cái lĩnh vực của mình. Wow. Các bạn có một gậy. Oh my god. Oh my god. Ừ, ở đây nha, mình thấy các bạn có sự thu hoạch. Trời ơi, cuối bộ bài có The Star luôn nè. À. làm để đây luôn đi. Ở đây á, mình thấy là cái sự thu hoạch với mọi người. Tại vì ở đây là um, trái cây nè, đại diện á, mang cái ý nghĩa ẩn dụ là những sự thu hoạch thành công về phương tiện tiền bạc vật chất. Có những bạn á, làm bên lĩnh vực vườn rau, vườn hoa, vườn cây trái rất là thành công xum xuê. À, một gậy là đầy cái ánh sáng ở trong đó nha mọi người. Đầy cái những cái ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, đầy cái sự tươi sáng. À, nói chung là các bạn rất là thu hoạch xum xuê luôn á cho những gì mà các bạn đang rất là nỗ lực. Wow, như đó là tuyệt vời lắm rồi. Và ở đây chúng ta còn có The Star, lại nữa rồi. ở đây mình đang nhìn thấy có rất nhiều bạn á là yêu thích cái ban đêm, à cái khoảng thời gian ban đêm các bạn được kết nối với lại mặt trăng, các bạn được kết nối với lại ngôi sao. cho nên mình thấy các bạn rất là có có rất là rõ ràng cái con đường của lý tưởng đam mê ước mơ hoài bão các bạn rõ vô cùng rõ. và dường như các bạn rất là thích ban đêm ở ngoài thiên nhiên ở ngoài rừng cây. à giống như các bạn gửi à, gửi hoặc là có những hoạt động rèn luyện học tập luôn á lên gửi ước mơ của mình lên những vì sao và mình thấy ở đây các bạn em um, có một cái thế giới rất là phong phú nơi đó khiến cho bạn có cảm giác được chữa lành nhiều lắm giống như thay vì các bạn đọc sách trong phòng á các bạn đọc sách ở bên ngoài thiên nhiên á chỉ thế thôi cùng là một cái quyển sách này thôi nhưng mà khác biệt lắm với cái việc uh, tại vì khi mà các bạn tiếp xúc với thiên nhiên nè các bạn có cảm giác được chữa lành và giống như là các bạn sẽ có cảm giác là bao nhiêu những cái ước mơ của mình à, là có là các bạn có thể nói ra được với vũ trụ á ừ. rồi ở đây mình còn thấy năng lượng của các bạn nữ à, các bạn ngày càng đẹp ngày càng quyến rũ ngày càng có sự tự tin với bản thân của mình và giống như các bạn qua một giai đoạn á, à, các bạn có được một cái vóc dáng rất là đẹp và gọi là tạo nên những cái niềm tự hào cho các bạn rất là nhiều các bạn đã mạnh dạn tự tin để có thể là khoe cái vóc dáng của bản thân đó rồi mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba cảm ơn các bạn rất nhiều